3. Bye. KK, các cậu có khỏe không? Mọi người ơi! Bây giờ thì mình đang cảm thấy rất là háo hức luôn ý. Tại vì chính xác là sau 1 năm 3 tháng cách ly ở nhà thì bây giờ mình đã được đến trường rồi. Mặc dù thì không phải là đến trường kiểu full time hoàn toàn luôn, bọn mình vẫn học ở nhà rất là nhiều. Nhưng mà cái môn học này nó là một cái môn học như kiểu học về production, tức là bọn mình vừa phải làm ở trong bếp, vừa phải làm ở ngoài front of the house. Cho nên là vì thế thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ quay chiếc vlog này để hôm nay mình có thể đưa mọi người tới trường cùng với mình. Hôm nay Kay sẽ phải đến trường và vào trong bếp ý. Thì ở trong bếp bọn Kay không được phép kiểu trang điểm này nọ. Thế nên là Kay đã để cái mật mộc này để quay introduction. Thì bây giờ Kay sẽ dẫn mọi người đi làm một số step trước khi mà Kay đến trường nhé. Hello mọi người, trước khi mà mình tới trường ấy thì bọn mình sẽ phải điền vào một cái health checklist form của trường. Cái này thì là để mình khai báo là hiện tại mình đang ở đâu này, mình tình trạng sức khỏe của mình hiện tại như nào này, và liệu là mình có tiếp xúc với ai liên quan đến COVID hay không. Thì sau khi mà mình điền cái form này xong ấy thì trường sẽ gửi lại cho mình một cái confirmation là để xem là mình có được tới trường hay không. Thì bây giờ chúng mình sẽ điền vào form nhé. Giới thiệu với mọi người một chút về trang phục mà Kay sẽ mặc ở trong bếp. Thì đây, cái này bình thường Kay thấy những bạn ở Canada mà học về thực hành trong nhà hàng khách sạn này, hoặc là những bạn mà học nursing ý, đặc biệt ở trường Kay thấy các bạn ấy mặc rất là nhiều cái trang phục này. Thì bình thường ấy, đúng ra ấy, là bọn mình lúc nào cũng phải giữ cái trang phục này sạch. Sau rồi tới trường, trước khi bọn mình vào bếp, bọn mình mới vào trong một phòng washroom riêng dành cho những bạn học ngành quản trị khách sạn để thay. Nhưng mà tại vì bây giờ là COVID ý, và thầy của Kay mới nhắn là tất cả những cái phòng đấy nó bị đóng hết rồi, cho nên là bây giờ bọn Kay sẽ phải mặc từ nhà đi. Thì cứ cố gắng kiểu giữ những cái trang phục này sạch nhất có thể là được. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng thay trang phục nhé. Thì đây là bộ Kay mặc đến trường ấy. Bình thường thì Kay hay mặc bên trong một cái áo sơ mi nữa. Kay thấy mọi người cũng hay mặc tại vì cái cổ ấy nó khá là rộng này. Thế mà không muốn bị thì mặc vào bên trong nhé. Cái bộ này thì Kay mua ở Walmart. Kay mua size nhỏ nhất thì như là XS hay sao ấy. Xong rồi nó vẫn dài lộn thuộn đây. Mọi người ạ, lúc nãy mình đã nói là không được put makeup đúng không? Thế nên là thứ duy nhất mà mình có thể put được trên mặt mình ngày hôm nay đó chính là kem chống nắng. Bây giờ chúng mình chuẩn bị bắt đầu đi nhé. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi giày để tới trường nè. Chân ngắn quá. Để vào trong kitchen thì ngoài trang phục hiện tại mình đang mặc, còn có đôi giày chuyên dụng đi trong kitchen này nữa. Ok, xong rồi, bây giờ chúng mình cùng tới trường nhé. Nói thật là lúc đang edit chiếc vlog này, trong lòng Kay cảm thấy rất là hồi hộp luôn, giống như ngày đầu được đi học vậy. Lúc mình gặp mọi người trong lớp thì ai cũng vừa ngại ngại vừa vui vui như kiểu lúc mới quen nhau ấy. Xin chào các bạn. Vì tất cả các cửa vào trường đều bị đóng cửa và tụi mình được chỉ dẫn là được ra vào tại đúng một cái cửa này, nên bây giờ tất cả tụi mình đang đứng đợi thầy cô cho vào đây. À, mọi người ơi, được vào trường rồi. Rồi bây giờ mình đang đi vào trong kitchen. Đã lâu lắm rồi mình không có được vào đây. Mọi người ơi, trong này là kitchen của mình đây. Mình sẽ thay cái khẩu trang này thành cái khẩu trang của SARS Polytech. Mình sẽ thay đi nhé. Đây, xin nhóc. Như mình đã nói thì phòng thay đồ bị khóa cửa nên tụi mình sẽ đứng đây để get ready luôn. Và chào mừng mọi người đến với hình ảnh rất hiếm thấy của mình. Khi mà mình bước vào trong này thì đây là một cái phòng staff room nhỏ nhỏ để đồ ở đây. Sau đấy thì bọn mình sẽ đi ra bên ngoài này và bọn mình sẽ phải mặc tạp dề vào. Thì đây là chỗ để bọn mình mặc tạp dề. Hi Benson. Hi. Thì đây thường là chỗ cái station để bọn mình có thể lấy tạp dề này với cả lấy khăn dùng riêng của mỗi người. Hi Dylan. Okay. Look good today. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ lấy tạp dề ra mặc nhé. Mọi người ạ, không biết sao nhưng mà nếu mà có 10 lần ý thì 9 lần Kay sẽ mặc tạp dề và đeo khẩu trang ngược.
Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng quanh kitchen của mình xem có gì nhé. Thật ra thì bây giờ đang trong thời kỳ Covid ý, thì bọn mình chỉ được đứng ở một cái chỗ nhất định trong kitchen thôi, chứ không được đi loanh quanh, tại vì có các ngành khác học nữa. Thì đấy, đây tổng thể là kitchen của bọn mình. Khu này là khu để mình giao đồ ăn ra ngoài cho front of the house ý. Ở đây nó sẽ có một cái máy nó check order này. Xong rồi đồ ăn sẽ bọn mình làm xong, bọn mình sẽ để ở đây. Xong rồi mình sẽ đưa đồ ăn ra. Thì đây là phía ngoài front of the house, có khu cashier này, xong rồi có khu bar để làm cà phê và đồ uống. Bàn ghế sẽ được kê hết ra và hoạt động như một cái business bình thường. Thì bây giờ đang bị Covid nên là bọn mình phải hoàn toàn đóng cửa. Nhưng mà đấy, để cho mọi người nhìn xung quanh qua một chút là về cái khu front of the house hoặc back of the house có gì nhé. Trước mỗi buổi học thì thầy của tụi mình sẽ luôn briefing để cho tụi mình biết là công việc của ngày hôm nay sẽ có những gì. Hôm nay thì là một trong những ngày tụi mình sẽ chạy event. Nhà trường đã tạo điều kiện cho tụi mình được thực hành trong bếp bằng cách nhận mở order online và để khách order tới pick up vào buổi chiều. Thì hôm nay bọn mình có cả một ngày luôn và nhiệm vụ của mình là hoàn thành 60 full course order chỉ với 8 người. À, còn có chef của tụi mình nữa. Cùng đón xem hôm nay chúng mình làm được những gì nhé. Chào mừng mọi người đến với menu của mình. Cái menu này là do mình thiết kế toàn bộ cái phần background này đấy. Sau này sẽ có một cô rồi thiết kế lại tổng thể. Thì đây, xin lỗi. Đây là có đồ ăn trong tuần này này. Xong rồi ở đây là những cái đồ uống mà em sẽ gợi ý. Và đây là lời cảm ơn. Đây là tên. Thì tên tay ở đây này. Thì Dương có một cái station, đây là station của Muhammad, station của Garandik. Một bạn sẽ phải đứng cách nhau một tí. Cái vision của Baden. Đây khá là những gì cây phải làm trong ngày hôm nay. Tên của cây này. Xong rồi sẽ có công thức nấu nướng ở đây. What's your task today? Roll bread. Portion. Salad. Salad green. Salad. Salad what? I don't know. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm nhé. Combo để bọn mình bắt đầu chắc chắn sẽ là một bộ dao, một cái thớt và một cái khăn lau nhá. Cậu đã thấy mình đã móc ngoéo cái tạp dề của mình. Đầu tiên mình làm trong ngày hôm nay sẽ là bổ ớt và lọc hạt ớt. Lý do mình làm cái này trước tất cả công việc mình cần làm trong ngày hôm nay là vì mình phải xử lý tổng cộng là 200 quả ớt. Chắc chắn là mọi người đang thắc mắc là ơ, tại sao lại biết là 200 quả nhỉ? Vì thực ra bọn mình phải keep track, tức là đếm portion cho từng phần order của ngày hôm nay. Thế nên là thực ra ngoài mình ý, thì tất cả mọi người cũng đều đang đếm nữa. Hôm nay thì mình có rất nhiều việc phải làm, mà cái phi vụ lọc hạt ớt này sẽ mất rất nhiều thời gian. Nên mình đã đặt mục tiêu là 200 quả ớt trong vòng 45 phút. Mọi người xem là mình có làm được không nhé. Chef, do you want me to do my bread right now? It's up to you, dear. You do what you want. I am. The bread will only take you a second. Oh, you're filming it. That's my lovely chef. So you can do the bread if you want. It's up to you. But you know, yeah, you know in your head what you got to do, right? Last one. Yay, mình làm được rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị các cái khay để mình bỏ ớt vào, sau đấy bỏ vào lò nướng. Như cậu đã thấy thì thầy của mình đang hướng dẫn các bạn trong nhóm mình. Nên trong lúc đợi thêm chỉ dẫn của thầy, mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng xem hôm nay bọn mình làm những món gì khác nhé. Wait, Brayden nó làm gì đấy? What are you doing? Making bread. Hey. What you guys making? Spaghetti. With spaghetti sauce. With spaghetti sauce. 16. Sau 15 phút nướng ớt thì giờ các chú em của mình đã ready rồi này. Tại lúc này thì đứa nướng ớt, đứa nướng thịt gà, đứa nướng thịt lợn và khoai tây đã xong xuôi hết rồi. Nên bây giờ tụi mình sẽ tụng lại cùng nhau để sắp xếp order pick up cho chiều nay. When you put the peppers, try to mix the colors. Okay. Is that good? I think it's good, yeah. Buổi này là bữa đầu tiên mà tụi mình quay lại làm việc với nhau sau một năm. Mặc dù trong bếp rất là nóng và cộng thêm đeo khẩu trang nữa, làm nhớ lúc bọn mình cảm giác như không thở nổi. Vậy mà ai cũng làm việc rất là chăm chỉ và tích cực. Hey, do I have to sign a waiver in order to be on that? Or what does that work? It's harder than that. What's my name, Dylan? I don't know. That's what I'm calling you. T-H-U-I-T-O-N-G. You eat wrong. Did it for the camera? No, I told you. Unless I'm getting paid, I'm not going on there. Sau khi đã phân các order đều ra thì Kay sẽ để lại cho các bạn nam đi gói các order. Còn tiếp tới thì Kay sẽ đi làm dressing cho món salad. Salad.
thì đây là cái dressing mình phải chuẩn bị ở kia, salad cho các bạn. Xong rồi, mình đã chuẩn bị hay xong hết rồi, mình sẽ để vào trong cái phòng gọi là cái fridge, cái phòng rất lớn để chứa đồ. Thì đây là toàn bộ những gì đồ mình chuẩn bị cả ngày hôm nay nhá. Đây là toàn bộ đống đồ mình chuẩn bị này, là salad này, dessert này, các món chính. Bây giờ thì cũng đã tới giờ để những người order tới pick up rồi, thì tụi mình sẽ mang hết đồ mà lúc nãy để trong tủ lạnh ra. Đây cũng là lúc mà tụi mình, những người làm trong kitchen sẽ trao đổi với những bạn làm ở front of the house để sao cho ra đúng order. Nóng quá mọi người ạ, đỏ hết cả mặt luôn. Bây giờ mình đang đi lấy đồ để làm bánh. Bánh của mình này. Okay. No, that one's much better. Okay, so should I just... Yeah, just put it in there. Set aside the first one. Set aside the first one? Yeah. And then make this into a rectangle using your hand. No, no. Just hit the whole thing. Make it into a rectangle. What? What do you want me to do? Into a rectangle. Oh. Yeah. Chuyện là mọi người sẽ nghĩ tưởng xong rồi sao lại còn đi làm bánh đúng không? Chuyện là thế này, thầy của bọn mình tính cho tụi mình làm thêm bánh để tặng cho những người tới pick up order ủng hộ business của tụi mình trong mùa dịch. Tuy nhiên thì lúc nướng bánh xong bị fail, thầy bảo là không đạt chuẩn. Thế là thầy cho tụi mình cầm hết bánh về nhà ăn. Và đấy cũng là lý do tại sao mình để phần làm bánh này tới cuối. Let's go. This is not safe for first year to watch, you know. You're not wearing gloves. First year? Yeah. Don't touch the hot thing, it's okay. If you touch the hot thing, you're in trouble. Nướng bánh xong ai cũng bảo ngon ý, nhưng mà thầy bảo không được. Yeah, thế là tụi mình cầm về nhà ăn hết. Ok, bây giờ chúng mình cùng đi dọn đồ nhé. Vậy là một ngày mở business của tụi mình đã xong rồi. Bây giờ là lúc tụi mình sẽ dọn. Dọn hết tất cả những gì đã bày ra. Cá nhân Kay thấy thì teamwork ở đâu cũng rất là quan trọng. Và đặc biệt là ở trong nhà hàng khách sạn. Vậy nên tụi mình luôn luôn cố gắng hỗ trợ nhau hết mình để có thể hoàn thành công việc tốt và nhanh nhất có thể. Bây giờ mình vừa mới rửa xong những cái đồ mà mình dùng hôm nay không quá bẩn ý. Thì bây giờ mình sẽ để lại vị trí cũ của nó. Bây giờ mình đang đi mấy cái apron của mọi người đã mặc vậy. Mình với cả Brayden. Fail. Thank you. Voila, vậy là tới đây cũng là phần kết của chiếc vlog trong kitchen Back of the House của mình rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem tới những phút cuối này. Mình mong là qua chiếc vlog lần này thì mình sẽ giúp mọi người có thêm thông tin cũng như là những hiểu biết về ngành quản trị nhà khách sạn. Và mình sẽ hẹn mọi người ở phần 2 Front of the House trong tuần tới nha. So, take care everyone. Bye bye. 1, 2, 3. Hi. Okay, and now try to smile and do something. And if you're really smiling, please like and subscribe and press the bell button to get notifications. It's KK. It's KK's vlogs. KK.